Hình ảnh về một tổ ấm tràn ngập tiếng cười, được bao bọc bởi những tán cây xanh mát, tiếng chim hót bên sông là mạch nguồn cảm hứng để VDEC thiết kế và sáng tạo nên dự án Riverside Garden. Riverside Garden sở hữu vị trí đắc địa với ưu thế mặt tiền hướng thủy. Dự án tọa lạc tại 349 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội, có lợi thế chiến lược về kết nối giao thông. Chỉ mất 3 phút để đến trục giao thông ngã tư Sở, tuyến đường sắt trên cao hay tiếp cận tới ngã tư Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển chỉ 5 phút lái xe. Trong bán kính 1 km, cộng đồng cư dân Riverside Garden nhanh chóng tiếp cận tới các khu trung tâm thương mại lớn, các trường học uy tín trong nước và quốc tế các cấp. Sở hữu gần 9.000 m2, dự án Riverside Garden là một công trình hỗn hợp gồm biệt thự, liền kề và khu căn hộ hiện đại cao 31 tầng, khép kín, được đầu tư và xây dựng bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết kế và Xây dựng Việt Nam, VDEC, cùng nhiều đối tác uy tín. Yếu tố riêng tư và an toàn của cư dân được đặt lên hàng đầu bằng hệ thống giám sát an ninh 24/7, 3 lớp từ cổng vào tới căn hộ. Việc bố trí 3 tầng hầm để xe đáp ứng đủ nhu cầu về đỗ xe cho cư dân nơi đây. Bỏ lại sau lưng những ồn ào, hối hả thường nhật của cuộc sống, cánh cổng dự án Riverside Garden như mở ra một khu vườn đậm sắc màu thiên nhiên được sắp đặt bởi những nhà thiết kế cảnh quan hàng đầu. Những thảm cỏ, hàng cây xanh mướt như bức tường thiên nhiên an toàn và vững chãi tạo sự riêng tư. Khu nhà trẻ chất lượng cao ngay trong dự án và các trường học danh tiếng tí liền kề dự án là nơi các gia đình có thể yên tâm về môi trường giáo dục. Các cư dân nhí sẽ được vui chơi thỏa thích tại khu vui chơi trẻ em ngoài trời. Hệ thống giá trị dịch vụ tiện ích gia tăng cho cư dân giúp Riverside Garden trở thành một chuẩn mực mới, biểu tượng mới cho chất lượng dịch vụ và chất lượng sống. Các hoạt động bơi lội, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp được bố trí tại tầng 4 khu căn hộ chắc chắn sẽ giúp cư dân nơi đây thực sự thư giãn và nạp đầy năng lượng để đón chào ngày mới. Khối đế của tòa căn hộ được bố trí các dịch vụ tiện ích đảm bảo tiêu chí tiện nghi, an toàn và khép kín, đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày cho cư dân. Không chỉ là chốn an cư, Riverside Garden là nơi để các thành viên trong gia đình thư giãn, tìm thấy sự tĩnh lặng trong tâm hồn hay giao lưu với bạn bè, người thân khi tự tay trải nghiệm những món ăn, những phong vị ẩm thực châu Âu tại ốc đảo BBQ được bố trí ở không gian tầng mái của tòa tháp căn hộ. Lấy ý tưởng về cuộc sống yên bình, hài hòa với thiên nhiên, các kiến trúc sư đã thiết kế hướng các mặt công trình đón ánh nắng mặt trời và gió tự nhiên xuyên qua các khoảng trống được bố trí tinh tế. Với thiết kế này, cư dân VDEC Riverside Garden luôn được hòa mình với không gian tự nhiên nhất. Tổ hợp căn hộ cao cấp gồm 31 tầng với các loại diện tích từ 49m2 đến 125m2, đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của các gia đình trẻ, các gia đình 2 hay 3 thế hệ. Dự án được đầu tư bởi VDEC, Coninco tư vấn quản lý dự án và giám sát, chắc chắn sẽ mang tới cư dân nơi đây tiêu chuẩn chất lượng sống mới.